Cristiano Ronaldo sẽ có lần thứ 3 khoác áo Manchester United trong sự nghiệp ở tuổi 39. Bạn nghĩ có bao nhiêu phần trăm trường hợp này xảy ra? Nếu như dưới mức 50% thì hãy nhìn vào đoạn trả lời phỏng vấn này. Tôi thừa nhận bản thân đã trải qua giai đoạn tồi tệ ở Man United. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân và là một phần giúp tôi trưởng thành hơn. Khi đứng ở trên đỉnh núi, chúng ta thường không nhìn thấy những gì bên dưới. Tôi chưa từng trải qua điều tương tự như vài tháng qua. Nhưng quan trọng là lúc này, tôi đang học hỏi được nhiều điều. Đúng, đó là thông điệp mà tôi muốn gửi tới Man United và được đội bóng lắng nghe. Sau khi nói chuyện với ban lãnh đạo và huấn luyện viên Ten Hag, tôi nhận ra Man United chính là nơi mình thuộc về. Tôi còn nhiều dự định dang dở cần hoàn thành, đồng thời muốn giải nghệ ở đây, trích lời Ronaldo. Đó là những lời tâm tư tình cảm cũng như nguyện vọng của huyền thoại sân Old Trafford muốn gửi gắm đến ban lãnh đạo câu lạc bộ về việc có thể nối lại mối lương duyên đứt đoạn này một lần nữa. Thậm chí Ronaldo đang muốn nó xảy ra ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Vậy chuyện gì đang diễn ra mà khiến Ronaldo có một bước quay xe đột ngột như vậy? Và liệu rằng Man United có là bến đỗ mới cuối cùng trong sự nghiệp của CR7 hay không? Cho đến giờ phút này, không ai có thể đánh giá thấp phong độ của Ronaldo. Liên tiếp là 4 bàn thắng trong ngày hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Mới đây còn là pha lập công quyết định ở phút 90 giúp Seleção châu Âu giành trọn 3 điểm trước một Iceland cực kỳ khó chịu. Điều này đã nâng thành tích ghi bàn, tính luôn cả giao hữu trong năm 2023 của CR7 lên con số 16, cao nhất trong làng túc cầu hiện tại. Anh xếp trên cả hai họng pháo và cũng là hai fanboy chính hiệu của mình, Erling Haaland và Kylian Mbappe. Điều đáng ngạc nhiên là huyền thoại sở hữu 5 quả bóng vàng đã làm điều đó ở tuổi 38. Cái tuổi mà hàng loạt cầu thủ hay thậm chí là danh thủ của bóng đá thế giới gần như nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số. Vậy mà Ronaldo lại đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, đến nỗi người thầy cũ của Ronaldo tại Real Madrid là Jose Mourinho khi chứng kiến điều phi thường ấy cũng không khỏi mơ mộng về viễn cảnh nhận được cái gật đầu của CR7 trong tương lai. Ông nói rằng 38 tuổi nhưng là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023. Nếu cậu ấy quyết định quay lại châu Âu, đội bóng của tôi sẽ luôn có chỗ trống cho CR7. Tôi sẽ luôn rộng vòng tay đón chào cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tất nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha không phải là người duy nhất muốn có Ronaldo khi anh tỏa sáng rực rỡ trong thời gian gần đây. Mới đây tờ Daily Mail cho hay, tại căng tin sân tập của câu lạc bộ Tottenham Hotspur, là nơi huấn luyện viên Antonio Conte lúc còn tại vị và chủ tịch Daniel Levy từng ngồi cùng nhau để nói chuyện. Chính tại đây đã diễn ra cuộc trao đổi về việc chiêu mộ Cristiano Ronaldo ở thời điểm cầu thủ này đang mâu thuẫn với Manchester United và xung đột với huấn luyện viên Erik Ten Hag. Tờ Football Italia còn đưa ra giả thuyết về tính khả thi trong thương vụ, khi giám đốc thể thao của Tottenham là Fabio Paratici từng là chìa khóa trong vụ chuyển nhượng của Ronaldo từ Real Madrid đến Juventus nhiều năm trước. Bản thân CR7 khao khát được dự UEFA Champions League trong khi Spurs thời điểm đó đang dự vòng bảng. Dù vậy thì Ronaldo và Tottenham đã không thể đi đến một thỏa thuận trực tiếp nào, một phần là vì mức lương của CR7 quá cao và tiềm lực tài chính của Tottenham, cũng như cấu trúc lương của họ có thể bị phá vỡ nếu như giành được chữ ký của siêu sao 38 tuổi. Thế nên khi đó cả Conte và Levy đều quyết định rằng việc có Ronaldo trong đội hình không phải là lợi ích tốt nhất cho câu lạc bộ. Phần khác là vì bản thân của Ronaldo muốn dành sự tôn trọng cho câu lạc bộ cũ. Anh sẽ không thể đầu quân cho một đội bóng đủ sức đẩy Man United ra khỏi vị trí top 4, mà chính CR7 đã từng nếm trải mùi vị bởi chính Tottenham mùa giải trước cùng câu lạc bộ. Vì thế Ronaldo sau khi chấm dứt hợp đồng với MU, anh đã gia nhập Al-Nassr vào đầu năm nay. Đặt giả thiết Ronaldo đầu quân cho Tottenham Hotspur thời điểm đó, với ngôi sao được mệnh danh là ông vua Champions League, chắc chắn việc vượt qua AC Milan tại vòng 16 đội không phải là chuyện quá khó khăn. Và nếu được vậy thì huấn luyện viên Antonio Conte đã không bị bay ghế ngay sau đó. Tất nhiên viễn cảnh tươi đẹp đó đã không bao giờ xảy ra bởi quyết định của Tottenham cùng với sự tôn trọng của CR7 dành cho câu lạc bộ cũ. Giờ đây Manchester United đã thay ra đổi thịt từng ngày. Không chỉ có phong độ ấn tượng trên sân nhà mà thành phần ban lãnh đạo của họ cũng sắp sửa sang tên đổi chủ. Cái tên Jassim bin Hamad Al Thani, người được cho là tân chủ tịch của đội bóng chủ sân Old Trafford, đã được nhắc đến khá nhiều trong thời gian đàm phán với nhà Glazer trong việc mua đứt câu lạc bộ. Vị tỷ phú người Qatar đạt thỏa thuận mua lại 97% cổ phần từ nhà Glazer với giá là 6 tỷ bảng, thương vụ chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử thể thao. Được biết rằng thương vụ MU tái hợp Ronaldo là ý tưởng của chính tỷ phú Al Thani. Theo báo chí Anh, giao kèo giữa đôi bên có thời hạn 1 năm, mức lương chưa được tiết lộ, đánh dấu lần thứ 3 siêu sao người Bồ Đào Nha khoác áo quỷ đỏ sau hai giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2009 và năm 2021 đến năm 2022. Chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà Al Thani sở hữu câu lạc bộ Manchester United trong tương lai gần. Ronaldo không còn trẻ, nhưng đẳng cấp của anh không phải dạng vừa.
năm 2023 đã chứng kiến sự lột xác thần kỳ của CR7 về mặt phong độ. Liên tục là những cú hat-trick, những cú poker, hay thậm chí là cả kỹ năng sút phạt đã bị mai một theo thời gian. Nay bỗng dưng quay trở lại dưới đôi chân thiên tài của huyền thoại 38 tuổi. Manchester United đang cần một tiền đạo biết cách ghi bàn. Nếu như Harry Kane đang bị cho là có cái giá quá cao ở tuổi 30, và việc anh còn bao nhiêu năm chơi bóng ở đỉnh cao phong độ vẫn còn là một dấu chấm hỏi, thì Victor Osimhen đến từ Napoli lại đang tỏ ra quá mẫn cảm với chấn thương. Cả hai tiền đạo đang trong tầm ngắm của huấn luyện viên Erik ten Hag đều có những vấn đề cốt lõi của riêng mình. Nhưng Ronaldo thì khác, bất chấp tuổi tác không còn trẻ, nhưng kinh nghiệm trận mạc của siêu sao người Bồ Đào Nha đang ngày càng được củng cố. Hơn thế là việc Man United đã chính thức quay trở lại Champions League mùa giải sau khi cán đích ở vị trí thứ 3. Vì vậy mà càng có lý do để Ronaldo quay về. Suốt nhiều năm qua, các cầu thủ quỷ đỏ đã không quen thi đấu tại đấu trường này. Cho tới khi Ronaldo cùng họ chinh chiến thì Man United đã có những phút giây xuất thần trong lần gần nhất tham dự cúp C1. Chính Ronaldo đã biết bao lần tỏa sáng để níu giữ hy vọng trong mùa giải đó cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Có lẽ huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ suy nghĩ đến điều này. Thay vào đó, chính bản thân Ronaldo là người xứng đáng được tuyên dương khi anh dám thẳng tay chỉ ra những mặt tối còn tồn đọng trong câu lạc bộ suốt nhiều năm qua. Từ hệ thống sân bãi xuống cấp cho đến chất lượng đào tạo không được tốt, những điều giờ đây đang nằm trong kế hoạch tu sửa Manchester United của tỷ phú Anthony. Thế thì mới thấy được, đó không phải là những chỉ trích đơn thuần từ CR7. Việc trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao sẽ giúp Ronaldo tràn trề hy vọng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất trước vòng chung kết Euro. Bên cạnh đó, giới chủ Qatar cũng đánh giá cao sức hút thương mại của CR7. Tất nhiên đây chỉ là những giả thuyết mà chúng tôi muốn gửi tới quý khán giả. Hiện Ronaldo vẫn đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc trong việc chơi bóng cùng màu áo mới Al Nassr của Ả Rập Xê Út và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Thế nên trong cuộc phỏng vấn ở đầu video, CR7 không quên gửi lời cảm ơn tới câu lạc bộ chủ quản Al Nassr và cam kết sẽ giúp đội bóng giành danh hiệu vô địch cúp quốc gia Ả Rập Xê Út năm nay. Anh nói rằng: "Xin cảm ơn ban lãnh đạo Al Nassr đã giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong phần còn lại của mùa giải để giúp cho đội bóng giành chức vô địch Saudi Pro League, nhưng rất tiếc là Ronaldo vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa này." Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ rằng Ronaldo hoàn toàn không thể quay trở lại Man United. Sẽ chẳng ai biết được điều gì sau khi Manchester United chính thức đổi chủ vào tay tỷ phú Anthony trong tương lai. CR7 là huyền thoại tại sân Old Trafford sau những gì anh đã làm được trong quá khứ. Đây cũng là nơi anh nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, quả bóng vàng năm 2008, và cũng là nơi chắp cánh cho ước mơ của anh sau này. Giai đoạn thăng hoa của Ronaldo đã quay trở lại. Và liệu Man United hay một câu lạc bộ nào khác dự Champions League mùa giải sau sẽ đón chào anh quay trở lại châu Âu một lần nữa? Người hâm mộ bóng đá có lẽ sẽ chờ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023 chính thức mở cửa mới biết rõ câu trả lời chính xác nhất. Các bạn nghĩ sao nếu Ronaldo quay trở lại sân chơi đỉnh cao ngay mùa hè này? Đừng quên để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.